Chào tất cả mọi người. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với mọi người về một vài cái kinh nghiệm khi mà nung đất polymer ha. Đất polymer là loại đất nung, là loại đất khi mà mình tác dụng nhiệt độ cao vào đất, đất nó sẽ cứng lại. Những cái trường hợp mà mình hay gặp khi sử dụng đất polymer này là đất nó bị khô, bị cứng, khó thao tác. Rồi những cái trường hợp sau khi mà mình nung á, sản phẩm của mình sẽ bị nứt, gãy, bị vỡ vụn hoặc là bị cháy khét. Bây giờ mình nói về trường hợp đất bị khô trước ha. Ở trên thị trường thì có rất là nhiều những cái loại đất polymer. Có những cái loại bản chất nó đã khô, đã cứng như vậy rồi. Đối với những cái loại đó thì mình mua về mình phải nhào hoặc là bỏ vào máy cán, cán cho đất nó mềm ra, cho nó dẻo lại. Hoặc là đất cứng quá đi mà không nhào được thì mình mua thêm cái dầu làm mềm đất. Ở những cái shop bán đất họ cũng có bán những cái dầu mềm đất luôn. Mọi người mua cái dầu đó về ủ đất qua một đêm để cho đất nó ngấm dầu cho nó bớt cứng lại. Sau đó mình nhào hoặc là cho vào máy cán, cán cho đất nó dẻo lại. Rồi sau đó mình thao tác ha. Còn đối với những cái loại đất mà bản chất của nó đã mềm, đã dẻo sẵn rồi, nhưng mà mọi người mua về chưa sử dụng liền, để một thời gian dài ngoài không khí, ngoài môi trường bên ngoài của mình nè, một thời gian dài nó sẽ bị khô, bị cứng lại, là do mình không có bảo quản đất ha. Thường thì mọi người hay nghĩ đất nung khi nào mình bỏ vào lò nung đất nó mới cứng lại thôi, còn mình không nung thì đất nó cứ như vậy hoài đó. Cái vấn đề đó nó cũng hơi sai lầm ha, tại vì khi mà đất nung mình để ở ngoài môi trường bên ngoài mình không bảo quản á thì đất nó cũng sẽ bị khô lại, nó bị cứng lại. Nó khô nó cứng thôi nhưng mà nó không chết nha mọi người. Đất nó chưa chết, nó vẫn khô vẫn cứng, mình vẫn có thể tái sử dụng lại được. Nhưng mà để mà bảo quản đất nó đỡ bị khô bị cứng á thì mọi người mua đất về cho đất nó vô trong một cái túi zip như này nè. Rồi mọi người cho vào, cho cái dầu làm mềm đất á, cho dầu làm mềm đất vô. Còn không thì mọi người có thể cho dầu thông hoặc là dầu em bé baby oil á, cho vào trong để cho nó ủ đất, cho đất đỡ bị khô, đỡ bị cứng ha. Mình có thể bảo quản đất được lâu dài nhưng mà nó vẫn còn mềm, nó vẫn còn dẻo, vẫn dễ sử dụng, nó không bị cứng ha. Còn lỡ mà nó bị cứng rồi á, thì mọi người cứ ủ với lại dầu làm mềm đất hoặc là cho dầu thông vào, sau đó mình nhào ra, mình nhào một hồi thì nó vẫn sẽ dẻo lại bình thường thôi. Rồi đó là vấn đề mà đất bị khô ha. Rồi cái vấn đề mà sau khi nung đất bị cháy khét, cháy khét thì do quá lửa, quá thời gian, cái đó thì dễ rồi, mình cứ giảm lửa, giảm thời gian lại là được, là được. Còn đối với đất bị nứt gãy hoặc là bị vỡ vụn thì cái đó nó sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là do mọi người không có làm khung đất, không có làm khung để gia cố cho đất. Đối với những cái tượng nhỏ, những cái tượng nhỏ đơn giản nhỏ nhỏ như này thì mình không cần làm khung ha. Còn những cái tượng to thì mình phải làm khung để đỡ cho đất, nó gia cố chịu lực cho đất, để đất nó có cái khung mà bám vào, nó đỡ, nó không có bị gãy ha. Còn cái trường hợp thứ hai á, nếu mà mọi người đã làm cái khung gia cố cho đất nhưng mà sau khi nung đất nó vẫn bị nứt á, là do cái nhiệt độ của mình nung nó chưa đủ hoặc là thời gian nung chưa đủ. Mọi người có thể hình dung đất polymer nó được cấu tạo từ những cái hạt nhựa nhỏ li ti li ti li ti như này. Sau khi mình tác dụng nhiệt độ cao vào những hạt nhựa đó, những hạt nhựa nó sẽ nở ra, nó chảy ra và liên kết lại với nhau tạo thành một khối. Nếu mà cái nhiệt độ mà mình tác dụng vào những cái hạt nhựa nó chưa đủ hoặc là thời gian nung chưa đủ để cho cái hạt nhựa nó nở ra thì những cái liên kết nó chưa có được chặt, cho nên cái sản phẩm mà sau khi mình nung rồi á, nó sẽ dễ bị nứt, dễ bị gãy. Đó là nguyên nhân ha. Còn nung như thế nào cho đủ nhiệt độ, cho đủ thời gian thì ở trên cái bao bì nhà sản xuất họ đã in cái thời gian nung và nhiệt độ nung cần thiết để cho đất của mình nó liên kết chặt lại với nhau. Nhưng mà nếu khi mà mọi người nung tượng với nhiệt độ và thời gian mà nhà sản xuất đưa ra nhưng mà tượng vẫn bị nứt thì đó là do cái tượng của mình đắp cái đất lên không đều ha. Có nghĩa là cái thời gian nung và nhiệt độ nung mà nhãn xuất đưa ra là phù hợp với là một cái độ dày của đất nhất định. Còn khi mà mình đắp tượng á, có chỗ nó sẽ bị dày, có chỗ nó sẽ mỏng, thì cái phần mỏng nó sẽ liên kết chặt hơn cái phần dày. Cái phần dày nó chưa đủ nhiệt độ để cho những cái hạt nhựa nó liên kết lại với nhau thì nó vẫn bị nứt ha. Cho nên khi mà mình nung á,
cái thời gian nung mình, nếu mà tượng mình quá dày đi, cái thời gian nung mình sẽ nung lâu hơn một tí so với cái nhiệt độ mà nhà sản xuất họ đưa ra, so với cái thời gian mà nhà sản xuất họ đưa ra. Còn cái nhiệt độ nung á, thì mình không thay đổi với mọi người, nếu mà mình nâng cái nhiệt độ lên cao quá thì đất nó sẽ bị cháy, còn nếu mà hạ cái nhiệt độ xuống thấp hơn quá thì đất nó sẽ không đủ nhiệt độ để cho những cái hạt nhựa nó liên kết lại với nhau. À, bây giờ thì nó có rất là nhiều cái loại đất trên thị trường và nhiệt độ nung của nó cũng khác nhau nữa, cho nên nếu mà để chắc ăn á, khi mà mọi người mua đất về thì mình bỏ ra một ít đất mà mình đang sử dụng á, một ít đất mà mình đang sử dụng để mình test trước cái nhiệt độ nung cũng như thời gian nung mà đất cần thiết để đạt được cái độ liên kết yêu cầu ha. À, cái test thì cũng dễ lắm, mọi người cứ chia đất ra làm 3 mẻ và mọi người nung với từng nhiệt độ khác nhau và từng thời gian khác nhau ha. Bây giờ mình sẽ nung thử cho mọi người xem một cái loại đất. À, đất này thì là do đất mà mình mua về rồi mình cũng trộn vào một số cái thành phần của mình trộn vào để cho đất nó đàn hồi được theo cái yêu cầu mà mình cần ha. Bây giờ mình sẽ test đất cho mọi người xem ha. Rồi bây giờ khi mà nung đất thì đương nhiên là phải cần có lò nướng rồi. Lò nướng thì mọi người có thể dùng lò nướng bánh nè, những cái nồi chiên không dầu vẫn nung được nha, lò nướng bánh này chiên không dầu. À, để nung đất, trước khi nung thì mình sẽ làm nóng lò trong khoảng 10 tới 15 phút. Mình làm cho lò, nếu mà lò lớn quá thì làm cho lò nóng lên đều hết là trong khoảng 10 tới 15 phút, còn lò nhỏ thì tầm 10 phút là được rồi. Rồi mọi người cần thêm một cái nữa, đó là cái nhiệt kế lò nướng. Tại vì thường những cái lò nướng của mình á, cái nhiệt độ của nó sẽ chênh lệch rất là nhiều, chênh lệch rất là nhiều so với cái nhiệt độ thực tế bên trong lò. Như cái lò này mình đang sử dụng nè, là mình để 170 độ, để 170 độ, nhưng mà thực tế trong cái nhiệt kế lò nướng nó đo chỉ được khoảng 120 thôi, khoảng 120 độ thôi, nó chênh lệch là rất là cao. Còn đối với những cái lò nướng nhỏ thì nó sẽ chênh lệch ít hơn, còn lò nướng lớn thì nó sẽ chênh lệch rất là nhiều. Cho nên mọi người cần một cái nhiệt kế này ha, để mình nướng đất cho nó được chính xác. Rồi khi mà mình nướng đất á, mình cần thêm một cái giấy nến. Giấy nến là cái loại giấy mà thường thường người ta để nướng bánh á, còn qua không mọi người có sử dụng giấy bạc cũng được, để mình bao xung quanh cái phần đất mà mình cần nướng nha, để cho tránh cái phần đất nó bị khét, để cho nó giảm thiểu cái phần đất nó bị khét lại ha. Cái đất mà khi mà mình tác dụng nhiệt độ lâu dài á, ở những cái phần mà thanh thanh nhiệt này nè, những cái thanh nhiệt này nó sẽ nóng, những cái phần mà nằm gần thanh nhiệt nó sẽ nóng hơn những phần nằm xa, cho nên là những cái phần nằm gần thanh nhiệt nó sẽ bị dễ bị cháy, nó dễ bị khét. Cho nên khi mà mình bao cái phần giấy bao cái lấy cái giấy nến bao cái phần tượng lại, hoặc là giấy bạc bao phần tượng lại, thì những cái phần nằm gần ở những cái thanh nhiệt này nè, nó sẽ đỡ bị biến đổi màu. Cái thường thì nếu mà tượng mọi người nung xong mới phủ màu, mới tô màu á, thì không sao ha. Còn đối những cái tượng mà mình đã trộn màu sẵn trong đất, những cái đất phơi mô á, nó có màu sẵn rồi, mình nặn theo màu sẵn thì mình để, thì những cái phần nằm gần những cái thanh này nè, nó sẽ bị đổi màu, màu của nó bị tác dụng nhiệt lâu quá nó sẽ bị đổi màu, nó không còn cái màu như lúc đầu của đất nữa, thì mình cần bao lại ha, mình bao lại cho nó đỡ bị đổi màu. Rồi bây giờ mình nướng cho mọi người xem thử cái nhiệt độ cũng giống như là cái thời gian nướng nha. À, đây là đất mà mình sẽ test thử cho mọi người xem ha. Đất này thì mình đã trộn thêm một vài thành phần vô đây để cho đất nó có độ đàn hồi tốt hơn ha. Bây giờ thì mình cán mỏng ra, xong sau đó chia ra thành nhiều phần để mình nung với lại nhiều cái mức nhiệt độ khác nhau, nhiều cái khoảng thời gian khác nhau, để mình biết được cái khoảng thời gian cũng giống như là cái nhiệt độ thích hợp để cho đất nó đạt yêu cầu ha. Thường mọi người cán đất bỏ vô trong cái túi ni lông như thế này nè, cán cho đất nó đỡ bị dính xuống đây ha. Mình cán ở trong đây nè, mình lấy ra nó dễ hơn. À, bây giờ mình cắt ra. Mình sẽ nướng 3 mẻ nha mọi người. Đây,
mình sẽ nướng 3 mẻ. Một mẻ là nướng 110 độ C, một mẻ nướng 120, một mẻ nướng 130, và trong nhiều thời gian khác nhau ha. Đây là đất sau khi mà mình đã nung xong nè, mình chia ra làm 3 mẻ. Một mẻ mình nung 110 độ, một mẻ mình nung 120 độ và một mẻ mình nung 130 độ, và nung trong 4 khoảng thời gian 30 phút, 40 phút, 50 phút và 60 phút. Cái này là mình nung trong 130 độ và 60 phút. Mọi người có thể thấy là đất nó chuyển màu dần nè. Khi mà mình nung với nhiệt độ cao hơn và thời gian nhiều hơn thì đất nó bắt đầu từ từ chuyển màu. Đây là cái màu ban đầu của nó nè, mình có thể thấy đây màu ban đầu nè, đó màu ban đầu nè. Khi mà mình nung xuống tới đây rồi là cái màu nó lệch hẳn luôn nè. Nếu mà mọi người quan tâm đến màu á thì mình sẽ chỉnh ha, mình sẽ chỉnh cái nhiệt độ với thời gian nung dựa theo những cái mẫu này, dựa theo những cái mẫu đất mà mọi người đem đi nung để test á. Còn nếu mà mọi người không quan tâm đến màu đất á, mình nặn xong mà mình tô màu sau á thì cứ nung thoải mái thôi. Đây bây giờ mình bắt đầu test thử 110 độ nung trong vòng 30 phút ha. Đây 110 độ nung trong vòng 30 phút. Bây giờ mình thử độ đàn hồi. Đó. Mình thấy mọi người thấy không? Nó giòn. Nó gãy rồi nè. Đó, nó gãy rồi, đất nó vẫn chưa đạt được cái độ cứng và độ dẻo nhất định. Đó, nó đã gãy rồi. 110 độ 30 phút. Bây giờ mình thử 110 độ 40 phút ha. 110 độ 40 phút. Đây, đất nó có vẻ dẻo hơn được một chút nè. Đó, nhưng mà bẻ gập lại thì nó vẫn gãy. Đây, 110 độ 40 phút. 110 độ 50 phút. Vẫn gãy. Vẫn chưa đủ nhiệt độ. 110 độ 60 phút. Vẫn gãy. Đó. Rồi bây giờ mình thử tới cái mẻ 120 độ ha. 120 độ 30 phút. Đây. Nó vẫn gãy nhưng mà nó có độ dẻo hơn của 100, nó dẻo hơn của 110 độ. Mọi người nhìn mình bẻ nè. Mình bẻ gần như là gập lại luôn nó mới gãy. Đó, nó vẫn còn đàn hồi được nè. Đó, mọi người buông ra nó vẫn đàn hồi nè. Khi mà mình bẻ gần như gập lại nó mới bắt đầu gãy. Đó. Đây là 120 độ mình nung trong vòng 40 phút. Để mọi người xem thử ha. Buông ra, vẫn còn đàn hồi được nè. Có dấu hiệu răng này nè. Có dấu hiệu đất bị rạn nứt này nè. Đó, đất nó vẫn dẻo nè. Nó gãy nhưng mà nó vẫn dẻo, nó không có bị giòn như là 110 độ. Rồi, mình thử 120 độ 50 phút. 120 độ 50 phút.
Đây là 120 độ 60 phút. Đây, mọi người nhìn có thể mình bẻ gần như là gập lại luôn rồi nè, mà nó vẫn chưa gãy. Nó có dấu hiệu nứt rồi nè. Nè, nó có dấu hiệu nứt ít thôi. Đây, nứt đây. Nó gãy nhưng mà nó vẫn dẻo nè, nó không có giòn. Rồi. Đây là 120 độ, bây giờ mình thử tới mẻ 130 độ ha. 130 độ 30 phút. Đây mọi người nhìn đất đen hồi nè. Đó, nhìn đất đen hồi nè, bây giờ mình bẻ gập lại ha. Bẻ gập lại nó vẫn chưa gãy luôn nè mọi người. Gập đất lại nó vẫn chưa gãy luôn nè, nó vẫn còn độ dẻo. Nè mọi người nhìn nó vẫn còn độ dẻo. Nè. Nó đã nứt rồi nè, nhưng mà nó vẫn còn độ dẻo. Thì mình đã bẻ gập đất lại rồi nè. Đây. Đây là 130 độ 50 phút. Cái này nó hơi nhỏ, với lại cái này nó răng trước rồi cho nên nó bị nứt rồi. Đây là 130 độ 40 phút. Đây, đất nó vẫn rất là dẻo. Đây là 130 độ 60 phút. Đất nó bị rạn nè, nó bị rạn thôi nhưng mà nó vẫn chưa gãy, mình bẻ gập gập cong lại luôn rồi nè. Đó, gập cong lại luôn nhưng mà đất nó vẫn chưa gãy. Nó bị rạn nứt thôi. Mà đối với đất polymer mọi người nặng nặng mô hình mà nó dẻo được như thế này là cũng ok lắm rồi. Đây là mình cũng nung trong 130 độ 60 phút, mọi người xem nó đàn hồi nè. Đây. Đây nó đàn hồi nè, như lò xo luôn. Đây. Đây. Nó đàn hồi như lò xo luôn. Không hề gãy. Còn đây là đất của Super Copy. Cái này mình cán hơi vội cho nên nó bị bong bóng khí nè. Mình cán hơi vội để bỏ vô nung chung cái mẻ 130 độ luôn. Cái này là mình nung 130 độ trong vòng 60 phút ha. Đây. Cái này lúc trước mình có thử rồi á, nhưng mà kiểu mình nung theo nhiệt độ của nhà sản xuất là 130 độ trong vòng 30 phút. Thì cái lúc mà mình bẻ trên cái clip trước mình test á, mình bẻ thì nó bị gãy. Còn đây mình nung trong vòng 60 phút nè, đất nó đã chuyển màu luôn rồi, nó không còn màu xám nữa mà nó chuyển sang màu nâu luôn rồi. Thì nó lại dẻo. À, nó lại dẻo, nó không có gãy giòn như là cái đợt trước mình test nữa. Đây, nó dẻo đây. Nó dẻo nhưng mà nó vẫn gãy nha mọi người, chứ không phải là không gãy đâu. Mọi người bẻ gập thì nó vẫn gãy nè, nhưng mà nó dẻo hơn nên nó không có bị giòn nữa. Đây là sợi nhỏ nè, sợi nhỏ đây, nó vẫn dẻo, vẫn uốn cong được. À, gặp lại thì nó gãy. Còn đây là cái đất, đây là loại đất mà mình mua về rồi mình thêm một vài thành phần vô nữa,
cho nên cái độ đàn hồi của nó hơi cao hơn đất khác. Tượng mà nó có độ đàn hồi vậy là rất ok rồi. Rồi, chúc mọi người thành công ha.